Thứ hai không anh? Mình xem trực tiếp nữa, là cái thằng đó bỏ trên này, bỏ là cầm chạy mượn xe chạy lên nhà. Vâng, trực tiếp tại đây anh thấy ưng ý không anh? Không được. Bên em là lâu rồi. Ngày hôm nay trải nghiệm trực tiếp, tính ngay là tính ngày tính tháng. Thế chứ, nó phải có ngày đầu tiên. Nói chung là lâu lâu mình cũng hay chơi mà cái này chơi đam mê, xong là cũng tìm hiểu mới đầu cũng lên siêu thật sự mình thích cái con SH 1800 vâng mà nó hơi căng hơi kén đúng không ạ? Vâng, ok, nói chung là G6000 này cũng dễ. Vâng, G6000 thì lại khôn tiền, nhiều bác mua được. Đó, cặp G6000 bác khách rất hài lòng, ưng ý chất nhà, rất hay. À, karaoke rất tuyệt vời. Ok. Ở phía trong nhà thì bên em đang setup một cấu hình combo loa G6000 bản Pro và đẩy X22 bản Pro. Ở bên em đang phối ghép chuẩn bị lên nhạc để test. Bác khách đến tận nơi đi ạ. Địa chỉ rất là quen thuộc của anh em trên mọi miền tổ quốc, nơi bán âm thanh rất là uy tín. Ok, anh nước đi anh. Anh từ đâu đâu sang đây anh? Dưới Hải Phòng đây. À, dưới Hải Phòng ạ. Chạy xe ô hô. À, chạy xe ô hô. Mình hay gửi hàng về Hải Phòng đấy. Xe ô hô bên em gửi nhiều lắm. Hôm nay chính anh lại đến mua loa. Vâng, đấy, chính bác tài hôm nay đến mua loa. Ok, bên em sẽ ghép cho anh đi ạ. Em còn gửi xe ô Phong. Em gửi rất nhiều xe ô hô về Hải Phòng. Và bây giờ chúng ta chờ trong giây lát, em sẽ phối ghép setup cặp G6000 nhé. Và con để X22 bản Pro. Mic pickup 321 Pro. Ok, nhìn form G6000 cực chất luôn. Cực gấu, 2 bát 30 phía dưới, 4 loa chung và 2 loa siêu chép phía trên. 8 loa trên một thùng. Cao 1m2, ngang 36 hay 37 đây? 36. Ngang là 37. 37. Sâu vào 33.5. Đó, kích thước chuẩn các bác nhé. Ở phía trước còn một hai căng rời, một e căng phía trên và một e căng phía dưới, hai khoang. Trưng bày về rất là đẹp, bắt mắt. Mình tập trung lên nhạc đi. Vâng, vâng. Mà sao tiếng sâu đấy? Vâng, và bây giờ là chúng ta cùng đi test nhạc. Chưa em ơi. Tưởng có trầm, chưa có trầm ạ. G6000 nghe nhạc bass sâu quá, tưởng có trầm đấy ạ. Đó, và khách tưởng có trầm, chất là chưa trầm đó. G6000 sở hữu 2 bát 30, 2 bát 30 phía dưới, cực sâu luôn ạ, oánh rất là uy lực, mạnh mẽ. Đánh cực phê luôn, nhạc cực sâu, sâu lắng, êm ái. Đó, bạn thấy không ạ? Mua về tặng bà xã, cặp G6000, đây là mẫu vừa mới về đấy ạ. Những ngày vừa qua bên em bán rất là nhiều luôn, mới về màu vân gỗ nổi bật. Chép, siêu chép, vàng óng luôn ạ. Ok, đó, thì đó là phần test nhạc, bây giờ là sẽ đi test tiếng mic. Vâng, hát tặng bác khách dưới Hải Phòng bài về Hải Phòng đi ạ. Bác cùng đeo tai nghe cảm nhận nhé. Một chiều mùa hè gặp nhau trên bến đà, ta chia tay nhau trong lòng bao lưu luyến. Anh đi xa nơi, thế
hè gặp nhau trên bên đàn ta gần nhau và một đoạn hát karaoke về Hải Phòng, bến cảng và một cách rất là ưng ý. Đó, giờ một đoạn thôi chúng ta biết được cái độ hay, độ tinh tế của cặp loa G6000 bản Pro. Nhạc du dương rất hay tại sân khấu của JK Minh Số ạ. Vâng, là đến khâu test nhạc mạnh để các anh trải nghiệm thực tế luôn ạ. Chỉ một lốt nhạc, một bài hát karaoke và test bên em đã hoàn thành lệnh cái chốt đơn cho anh một bộ G6000 này, X2 vừa vào mic VK321 và Pro. Đó, một bộ anh chọn lựa rất là nhanh tại JK Minh Số ạ. Rất là cảm ơn anh nhé, thì bên em sẽ đóng hàng và gửi ra xe cho anh luôn về Hải Phòng. Ok anh. Sau khi anh tỉnh anh nghe tận nơi và bây giờ là bên em chuẩn bị đóng hàng để gửi ra bên Sơn Gia Lâm cho anh. Anh đi xe ô hô thì em gửi thẳng xe ô hô cho anh luôn ạ. Đó, cặp G6000 quá đẹp luôn, phải nói là chất xịn sang. Đẩy X2 bản Pro, mic VK321 bản Pro đây. Đó, đây là còn cặp C12 Pro nữa cũng chuẩn bị lên đường đây. Ngày hôm nay bên em đi rất là nhiều luôn ạ. Đó, các bác anh em tin tưởng JK Minh Số ủng hộ và bên em luôn luôn phục vụ khách hàng rất là uy tín, đảm bảo. Đó, toàn bộ hàng đập hộp bảo hành 1 năm cho anh tỉnh nhé.